Mình học 7 rưỡi 8 giờ ấy nhỉ em nhỉ? Lịch là 7 rưỡi ạ. Thế mà giờ này còn chưa có bạn. Theo lịch học là 7 rưỡi thì mình phải học thôi nha. Bắt đầu được chưa các bạn? Ok. Ơi, đi học buổi sáng là 8 giờ thầy ạ. 8 giờ hả? Vâng. Và hôm nay thì nói tiếp cái phần còn lại của mạch của chi trên, và sau đó thì sẽ chuyển sang bài thần kinh của chi trên. Hôm nay thì sẽ cố gắng học khá là liên tục một chút xíu, sau đó mình còn có cuộc họp. Cung động mạch gan tay nông, tức là ở gan bàn tay có hai cung mạch, cung động mạch gan tay nông và cung động mạch gan tay sâu. Các bạn nhìn lên đây này, đây là động mạch quay. Động mạch quay nằm trước cái rãnh rãnh mạch quay đấy. Cái chỗ này chúng ta có thể bắt mạch ở đây. Đây là mạch hàm hãm các gân gấp. Thế động mạch quay trước khi nó vòng xuống dưới mỏm châm quay để ra phần mu tay thì nó tách ra một nhánh là nhánh gan tay nông của động mạch quay. Nó tiếp nối với nhánh tận của động mạch trụ để tạo thành cung gan tay nông. Cung này có đặc điểm này, nằm ngay ở phía sau của cân gan tay. Cân gan tay buổi trước mình nói với các bạn hình tam giác ấy. Và nó nằm trước tất cả các cơ gấp cũng như các nhánh thần kinh ở bàn tay. Nhìn đến đây các bạn thấy đây, đây là thần kinh giữa, các nhánh của thần kinh giữa, đây là các nhánh của dây kinh trụ. Đây là gân của các cơ, trong đó có nhìn thấy bao cơ của cơ gấp nông các ngón tay, dưới cơ gấp nông của cơ gấp sâu. Giữa các gân đây chúng ta nhìn thấy các cái cơ giun. Thế và cái cung gan tay nông này thì có hai cái đường kẻ, cái nhánh chéo của nó ấy, đi từ bờ ngoài xương đậu đây đến cái khe giữa xương đốt bàn tay thứ hai và thứ ba nằm ở đầu gối, và cái phần ngang của nó là phần dồi ra nhất ấy, nằm ngang qua bàn tay, tương ứng với bờ dưới của ngón cái khi ngón cái dạng hết cỡ. Đấy là đường định hướng của cung nông. Và thứ tự nó phải tách ra các nhánh này. Nhánh thứ nhất là nhánh tách ra bờ trong ngón út, nhánh thứ hai là ba nhánh, ba động mạch gan ngón tay chung, ba động mạch gan ngón tay chung này tách ra ở cung gan tay nông. Thế và sau đó đi vào khoảng giữa các ngón tay trước khi nó tách ra làm hai nhánh đi vào hai bờ ngón liền kề của ngón hai, ngón ba, ngón ba, ngón bốn và ngón bốn, ngón năm, thì nó nhận thêm động mạch gan đốt bàn tay. Động mạch gan đốt bàn tay đây các bạn nhìn thấy cái nhánh này, 1, 2 và 3 nhánh. Nó từ mu tay, gan đốt bàn tay, các động mạch này từ mu tay tiếp nối với các nhánh của cung nông. Và sau đó tiếp nhận máu xong thì nó sẽ tách làm hai nhánh đi vào hai bờ liền kề. Người ta gọi đây là động mạch ngón tay riêng. Đấy là đặc điểm như vậy. Và đặc điểm của bàn tay các bạn nhìn thấy đây này, các cái nhánh mạch đến cấp máu trong ngón tay ấy, đi ở hai bờ của ngón chứ không đi mặt trước mặt sau. Vậy thì ở đây chúng ta thấy nếu như muốn chúng ta muốn gây tê ở đây thì chúng ta sẽ gây tê vào hai bên của gốc ngón tay. Và những cái phẫu thuật ở đầu ngón ấy là thường cũng phải garo nhẹ ở cái đầu ngón đấy, ở cái gốc của ngón đấy, để chúng ta làm phẫu thuật cho đỡ chảy máu. Rồi như vậy là đấy là cung gan tay nông. Các bạn nhìn lên đây thì nhắc lại một chút thôi. Cái nhánh này ấy, là các thần kinh ở cái động mạch gan ngón tay riêng. Cái này là cái nhánh bờ ngoài của ngón thứ năm là ngón út đấy, tách ra từ cung nông. Và sau đó chúng ta có ba cái động mạch gan ngón tay chung, ba động mạch này tiếp nhận các cái nhánh từ mu tay, sau đó tách ra các nhánh động mạch gan ngón tay riêng đi về hai phía hai bên liền kề nhau của các ngón. Cung thứ hai ở bàn tay là cung gan tay sâu. Cung gan tay sâu đây các bạn nhìn trên bảng trên cái hình này, cái cung gan tay sâu được tạo thành bởi cái gì? Động mạch quay này, trước khi mà nó chui qua ở nó đi xuống dưới đây mỏm châm trụ châm quay đây, nó tách cái động mạch cái nhánh gan tay nông của động mạch quay thì nó vòng ra sau này, sau đó nó lại chui qua khoang gian cốt một của ngón tay, tức là giữa ngón một và ngón hai, còn phía trước nó tách ra. Sách nói thế này,
nó sẽ tách ra hai nhánh tận. Đây. Nhánh tận thứ nhất gọi là động mạch chính ngón cái. Cái nhánh này gọi động mạch chính ngón cái. Nhánh còn lại là nhánh tận của động mạch quay. Tức là có hai nhánh, nhánh tận, nhánh động mạch chính ngón cái và cái nhánh còn lại tiếp nối với nhánh gan tay sâu của động mạch trụ để tạo thành cung gan tay sâu. Đặc điểm của cung gan tay sâu là gì? Nằm sau các gân lớp của bàn tay, nằm trước đây này, các bạn nhìn thấy 1, 2 và 3. Nằm trước đầu này là nền, nằm trước đầu gần của các xương lốp bàn tay 2, 3 và 4. Thế như vậy thì chúng ta xác nhận là cái động mạch chính ngón cái này nó không phải là nhánh của cung gan tay sâu mà nó là một trong hai nhánh tận của động mạch quay. Nhánh tận thứ nhất là động mạch chính ngón cái và nhánh tận thứ hai kết nối với nhánh gan tay sâu của động mạch trụ để tạo thành cung gan tay sâu. Cung gan tay sâu này nó sẽ tách ra các nhánh tiếp nối với cung mu tay này, tiếp nối với các nhánh ở phía trước của cổ tay. Cái nhánh này là nhánh cổ tay, gan cổ tay của động mạch trụ, gan cổ tay của động mạch quay. Rồi các nhánh của cung sâu này, đây là các bạn nhìn, cho nhánh tiếp nối với động mạch gan động ngón trung đây của động của cung đông, và sau đó thì động mạch này nó sẽ tách ra các nhánh gan ngón tay riêng đấy. Thế và cung sâu này thì đây là các nhánh này, gan đốt bàn tay này, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, đấy là các cái nhánh. Còn cái nhánh này là nhánh tận của động mạch quay, nhánh tận thứ nhất. Nhánh này gọi là động mạch chính ngón cái. Động mạch chính ngón cái thì nó sẽ tách ra một cái thân. Thân này tách hai nhánh đi hai bờ của ngón cái, bờ trong và bờ ngoài. Và nhánh thứ hai, nhánh thứ ba, hoặc còn nhánh thứ hai cũng được, động mạch quay của ngón trỏ. Động mạch này sẽ đi vào bờ ngoài của ngón tay thứ hai, tức là ngón trỏ. Đấy là cung gan tay sâu. Cung gan tay sâu thì cái này cũng nhắc lại thôi, không cái hình này nhắc lại. Bây giờ ứng dụng, hôm trước có một bạn hỏi, vậy thì ứng dụng của động mạch chi trên là gì? Động mạch quay, động mạch trụ, cung gan tay nông, cung gan tay sâu có nhiều cái tiếp nối và nó chỉ cấp máu. Động mạch quay cấp máu cho phần của cẳng tay, động mạch trụ cấp máu cho phần của cũng của cẳng tay và bàn tay. Vì vậy mà động mạch quay và động mạch trụ là hai động mạch có thể thắt được. Trong phẫu tạo hình của bọn tôi ấy, thì động mạch quay người ta sẽ sử dụng cùng với một nhánh cảm giác của vùng cẳng tay trước để tạo thêm một cái vạt gọi là vạt da cân cẳng trước ngoài cẳng tay. Cái vạt này có thể sử dụng cùng với cái vạt đùi trước ngoài để tạo hình dương vật. Thế như vậy thì quay lại còn động mạch nách và động mạch cánh tay, hai động mạch lớn của chi. Vậy thì nguyên lý để có thể thắt mạch là gì? Thứ nhất, nó phải có vòng nối. Vòng nối thứ hai đấy là phải đủ lớn. Và thứ ba, nó phải giãn ra được khi một cái mạch đó nó bị thắt. Có những cái mạch, ví dụ như mạch Weil, cái vòng nối quay khớp gối có đến 10 nhánh mạch tham gia. Như vậy thì đáp ứng yêu cầu thứ nhất, tức là có vòng nối. Yêu cầu thứ hai là vòng nối đủ lớn và giãn ra được thì không. Vì vậy động mạch Weil không thắt được. Nhưng các bạn nhớ là các động mạch lớn, động mạch nách, động mạch cánh tay, thời chiến tranh thì mình không nói, nhưng mà thời bình như thế này, trong điều kiện như hiện nay, thì những cái mạch lớn như thế này bị tổn thương ấy, thì mình cũng rất là tiến cử cũng đã làm được rồi. Tiến huyện là có thể nối mạch được rồi. Phải khâu lại này, vá lại mạch, hoặc là sử dụng một cái đoạn mạch, đoạn tĩnh mạch. Đặc biệt là người ta hay dùng cái đoạn tĩnh mạch hiểm lớn để người ta quay đầu, quay xoay chiều để cho tránh cái ngược của cái van, để người ta nối lại, nối vào thôi. Thế nhưng mà ứng dụng trong trường hợp mà phải thắt động mạch nách thì thắt ở đoạn nào? Động mạch này là động mạch dưới vai này. Đoạn thắt nguy hiểm là đoạn thắt giữa động mạch dưới vai và động mạch mũ. Tức là thắt vào cái đoạn này thì nguy hiểm. Nhưng mà đây là cái chỗ đường mạch đen này là cái ranh giới của động mạch nách và động mạch cánh tay. Vậy thì nói chung ấy, cứ thắt dưới động mạch vai dưới là nguy hiểm rồi. Bởi vì dưới đến đây, nếu chúng ta thắt vào cái vị trí này thì còn mỗi cái vòng nối là cái nhánh ngực của động mạch ngực cùng vai và cái nhánh quạt ngược, nhánh đi lên của động mạch mũ cánh tay trước thôi. Cái chỗ này thì làm sao mà đủ, cái vòng nối này không đủ cấp máu cho phần còn lại của chi dưới.
phần còn lại của chi trên nếu thắt động mạch này. Đối động mạch cánh tay, thắt được động mạch cánh tay, thắt được ở dưới động mạch cánh tay sâu, đây động mạch cánh tay sâu, thắt được dưới động mạch cánh tay sâu. Nhưng mà trên lâm sàng người ta thấy tốt hơn là thắt dưới cái chỗ tách ra động mạch bên trụ trên đây. Còn trên động mạch bên trụ trên hoặc trên động mạch cánh tay sâu là nguy hiểm. Vậy thì chi trên này này, cái đoạn nãy vào cánh tay ấy, cái đoạn nguy hiểm là đoạn nằm giữa động mạch dưới vai và động mạch bên trụ trên. Đấy, nó rõ thấy hai động mạch nó phải liên tiếp với nhau như vậy. Đấy là phần ứng dụng của mạch của chi trên. Các tĩnh mạch nông thì tĩnh mạch nông của chi trên chúng ta thấy này, đây là các tĩnh mạch của gan bàn tay và các tĩnh mạch mu tay. Thế thì tĩnh mạch mu tay được, tĩnh mạch mu tay này nó nhận máu của các động mạch cấp máu cho bàn tay và các nhánh của gan tay. Các nhánh này ấy, thì ở phía trong nó tập hợp cái nhánh này nó được tập hợp bởi các tĩnh mạch của mu đốt bàn tay hợp lại để tạo thành tĩnh mạch nền. Tĩnh mạch này ở phía trong và các tĩnh mạch ở mu tay của ngón cái và ngón trỏ kết nối với nhau. Chuyển rồi, nhìn thấy chưa? Rồi ạ. Bây giờ mới có ạ. Bây giờ mới có rồi. Ok, đây là các cái tĩnh mạch các tĩnh mạch ở phía ngoài của mu bàn tay ấy, tập hợp lại để tạo thành tĩnh mạch nền. Tĩnh mạch ở nửa trong của nửa ngoài của bàn tay, đây là nửa trong này, nửa ngoài của mu tay tập hợp với nhau để tạo thành các tĩnh mạch. Để tạo đặc điểm của tĩnh mạch là gì? Cái số lượng tĩnh mạch nó nhiều hơn động mạch và nó có hai hệ tĩnh mạch nông và tĩnh mạch sâu. Tĩnh mạch sâu là đi kèm theo động mạch, tĩnh mạch nông nằm ngay ở dưới da. Ở trên chúng ta có hai tĩnh mạch lớn là tĩnh mạch nền và tĩnh mạch đầu, xuất phát từ cung tĩnh mạch mu tay ở phía trong để tạo tĩnh mạch nền, ở phía ngoài tạo tĩnh mạch đầu. Các tĩnh mạch kết nối với nhau. Còn ở phía trước cẳng tay này, tĩnh mạch nền đây, tĩnh mạch đầu đây, đi ở phía trước ngoài của cẳng tay đi lên này. Tĩnh mạch nền đi ở phía trước trong của cẳng tay đi lên và kết nối với các tĩnh mạch trung gian giữa nền và tĩnh mạch giữa đầu. Sau đó nó nhận thêm các tĩnh mạch đầu phụ này. Rồi nó tạo thành hai tĩnh mạch lớn, tĩnh mạch đầu ở phía ngoài, tĩnh mạch nền ở phía trong, ngay dưới da. Nhìn thấy màn hình đổi không? Rồi sau đó tĩnh mạch đầu đi thẳng lên trên này, qua một cái rãnh là rãnh giữa cơ delta và cơ ngực lớn, gọi là rãnh delta ngực. Chưa đổi đâu thầy ạ, chưa đổi đâu ạ, chưa đổi slide ạ. Không thấy à? Thấy chưa? Vẫn chưa thầy ạ. Tức là mạng mới sao thầy? Chỗ cẳng tay ạ, chưa lên cánh rồi. Lên thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Nhá, đây là cẳng tay, thấy rồi gì? Lên cánh tay rồi ạ. Rồi, đây cánh tay đây gì? Vâng. Rồi, thấy được tĩnh mạch, thấy được tĩnh mạch đầu chưa? Rồi ạ. Rồi, ok. Tĩnh mạch đầu này nằm ở phía ngoài, phía trước ngoài của cơ nhị đầu này, nằm ngay dưới da, đi qua rãnh delta tăng ngực đổ tĩnh mạch nách. Tĩnh mạch nền nằm ở phía trước trong. Sau đó đi ở phía trong này. Cũng đổ vào tĩnh mạch nách. Tức là tĩnh mạch nền này có sách người ta nói rằng gì, hợp với tĩnh mạch cánh tay để tạo thành tĩnh mạch nách, còn tĩnh mạch đầu đổ vào tĩnh mạch nách. Đấy là các tĩnh mạch nông của chi trên. Thừa đây có hai tĩnh mạch nông. Rồi, đấy là hết cái bài mạch của chi trên. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài thần kinh chi trên nhá. Thầy nhân cử. Thưa thầy, em hỏi chút. Ừ, hỏi đi. Thế là đi cùng với tĩnh mạch đầu thì có động mạch nào đi cùng không ạ? Mở rãnh nhân ta ngực đấy ạ. Ừ, đúng rồi. Nói như thế thì phải nói thêm chi tiết thế này. Em, bạn hỏi tên là gì nhỉ? Tên là Mạnh. Em làm chuyên khoa gì? Em đang thi cao học ngoại. Ừ, cao học ngoại. Giờ ok. Động mạch cùng vai ngực, hay còn gọi là ngực cùng vai cũng được, tách ra bốn nhánh. Nhánh thứ nhất là nhánh ngực, đi vào phía trên của lồng ngực. Nhánh thứ hai là nhánh cùng vai, đi về phía trên của khớp vai, hướng về phía mỏm cùng vai. Nhánh đòn đi về phía xương đòn. Và nhánh delta đi về phía cơ delta.
thì chính nhánh delta này là nhánh cùng với động mạch, cùng với tĩnh mạch đầu đi trong cái rãnh mà rãnh delta ngực nhá. Rõ chưa? Dạ vâng ạ. Rồi tiếp theo phần thần kinh chi trên này, nhìn thấy hình, nhìn thấy màn hình thần kinh chi trên chưa? Em thầy cho em hỏi thêm một câu được không ạ? Ừ, hỏi đi. Em thầy cái động mạch gan ở giữa là động mạch chỗ nào nhỉ thầy nhỉ? Em thấy một số nó sách ghi. Động mạch gì? Động mạch giữa, động mạch gan giữa. Tham gia động mạch cung gan tay sâu ạ. Hay gan tay nông ạ, em. Ừ, gọi là động mạch gan giữa, cái đấy em tìm hiểu cho nó rõ, tại vì mình không thấy có một cái tên nào động mạch gan giữa cả nhé. Em phải cho hỏi xem, em phải cho rằng mở sách ra xem nó là cái động mạch gì, nhắn tin vào điện thoại nha. Dạ vâng, dạ vâng. Dạ, ok, chứ không có cái động mạch gan giữa ở đây. Dạ vâng. Rồi tiếp theo này, thần kinh chi trên, nhìn thấy màn hình nó thay đổi chưa? Đang ở mục tiêu rồi ạ. Ờ rồi, các bạn đọc, các bạn đọc cái mục tiêu của chi trên của cái bài này đi. Rồi các bạn nhìn lên trên bảng này, anh nhìn trên màn hình này. Rồi các bạn nhìn thấy đây, đây là các nhánh chính của đám rối kinh cánh của thần kinh chi trên. Thần kinh chi trên được chi phối một cái đám rối gọi là đám rối thần kinh cánh tay. Đám rối này có rất là nhiều nhánh. Thường người ta nói đến 2, 4, 6, 7 cái nhánh tận và rất nhiều các nhánh bên nhỏ. Đây là các nhánh này, thần kinh cơ bì này, thần kinh giữa, thần kinh trụ, thần kinh bì cánh tay trong, thần kinh nách và thần kinh quay. Ở đây chúng ta thấy này, thứ nhất là chúng ta có giật thần kinh quay, thần kinh giữa, thần kinh trụ, ba dây thần kinh lớn nhất của chi trên. Còn một cái dây thứ tư mà nó chạy cùng đấy là dây thần kinh cơ bì. Rồi chúng ta sẽ đi xem xét từng phần một. Thứ nhất là đám rối kinh cánh tay. Các bạn nhìn trên bảng là các đốt sống này. Khi các đốt sống khớp với nhau ấy, thì cái cung của đốt sống nó hợp với nhau. Chỗ lõm của cái cuống của cung trên hợp với chỗ lõm của cung dưới, tạo thành lỗ gọi là lỗ gian đốt sống. Lỗ gian đốt sống này là nơi cho các cái rễ của đám rối kinh cánh tay nó đi qua. Ta nhìn lại, đây là tủy sống này. Chúng ta có rễ trước này, rễ sau này. Rễ trước của dây thần kinh sống đi ra, rồi đi ra qua lỗ tiết, qua lỗ ghép đây. Rễ sau, hai rễ này chập với nhau tạo thành dây thần kinh sống một đoạn rất ngắn này. Tại cái chỗ phình phình là hạch gai nằm ở rễ sau. Sau đó các em thấy thầy, em thấy thầy là cái slide nó chưa hiện lên ạ, chỗ thầy chỉ. Rồi ok. Đã nhìn thấy chưa? Bây giờ mới bắt đầu hiện ra. Rồi, ok, bắt đầu hiện ra. Nhìn thấy đốt sống chưa? Không ạ, thầy lại đang quay lại cái slide chỗ đầu tiên luôn ạ, phần kinh chi trên. Rắc rối thôi thôi nhỉ. Rồi, thế bây giờ đang ở chỗ nào, màn hình nào rồi? Bây giờ là màn hình... Giờ đã quay lại mục tiêu rồi thầy ạ. Rồi. Đến gì rồi, đọc tiếp đi. Vẫn chưa qua, đến phần kinh chi trên ạ. Rồi, đọc tiếp đi. Đám rối cánh tay ạ. Đọc đi. Mới có thế thôi này ạ. Tiếp. Chưa có ạ. Nhìn thấy hình chưa? Có, nhìn thấy hình rồi.
Rồi, ok, thế được rồi, nhìn thấy hình là được rồi. Đây là đám rốn kinh cánh tay. Đây là các dây thần kinh quay này. Nhìn thấy dây kinh quay chưa? Rồi. Rồi dây kinh cơ bì này. Dây kinh giữa này, dây kinh trụ. Đây là các dây thần kinh lớn của chi trên. Nhìn thấy chữ ở trên chạy ở trên màn hình không? Có chạy rồi ạ. Đến chỗ nào rồi? Thần kinh nách ạ. Ừ, ok. Đến thần kinh quay chưa? Dạ chưa ạ. Đấy, thần kinh quay chưa? Vẫn chưa thầy ạ. Rồi. Vâng rồi. Nhìn thấy các đốt sống chưa? Chưa. Có thể là mình chuyển nhanh quá, nó không chạy kịp. Có đốt sống rồi ạ. Rồi, bắt đầu thấy nó sống rồi đấy ạ. Ừ, ok. Đây là các đốt sống. Rồi, các đốt sống thì đây là khuyết sống dưới này. Khuyết sống trên này. Hai cái đốt sống này nó hợp với nhau. Thì nhìn thấy các lỗ ghép. Nhìn thấy lỗ ghép chưa? Rồi. Rồi, bắt đầu thấy ạ. Rồi, bắt đầu thấy. Thế có lẽ phải đi từ từ, đi nhanh cũng chả được. Rồi, đây là nơi để cho các dây thần kinh sống nó đi ra. Nhìn thấy hình mà cắt ngang có nó sống, có thủy sống đây chưa? Chưa. Thế thầy có thể chắc là xe lại xem nó có bình thường không? Nó vẫn thế thôi chứ. Rồi, bây giờ stop xe lại này. Thưa thầy, vâng. Nhìn thấy chưa? Chưa. Chưa. Màn hình đen. Chờ tí. Nhìn thấy các đốt sống chưa? Dạ rồi thầy ạ. Rồi ạ. Nhìn nhá. À, tủy sống này. Tủy sống thì cái phần xám xám gọi là chất xám của tủy. Có sừng trước, sừng bên và sừng sau. Sừng trước cho ra rễ trước. Sừng sau ấy, nhận các sợi từ rễ sau. Rễ trước, rễ sau sẽ tạo ra dây kinh sống. Dây kinh sống này tách ra nhánh trước hay ngành trước. Và đây là ngành sau. Đây là nhánh trước hay ngành trước của dây kinh sống. Nó đi qua cái lỗ này gọi là lỗ ghép hay lỗ tiếp hợp. Cái lỗ này nó hẹp lại gây ra cái tình trạng là chèn vào các đốt sống. Rồi, còn cái này là các cái đĩa da đốt sống đây. Cái đĩa này ấy, mà nó bị lệch đi thì nó sẽ chèn ép vào tủy sống qua cái lỗ này, gây chèn ép tủy. Các bạn nhìn lên trên hình này, đây là tủy sống này, đây là rễ trước, đây là rễ sau. Đây là ngành trước và ngành sau hay nhánh sau, nhánh trước thì lớn, nhánh sau thì khá là nhỏ. Rồi, thế bây giờ chúng ta nói đến đám rốn kinh cánh tay. Rồi, đám rốn kinh cánh tay được tạo thành bởi nhánh trước hay ngành trước của các dây kinh sống cổ 5, cổ 6, cổ 7, cổ 8 và ngực 1. Và đám rối này nhận một nhánh nhỏ đến từ nhánh trước của dây kinh sống cổ 4. Vậy thì đám rối này nó tạo nên chỗ phình cổ của tủy sống đây. Rồi. Thì đám rối này có về cấu tạo thì nó sẽ có 3 phần. Phần phía trên là phần tạo thân, phần giữa là các bó và từ các bó này tách ra các cái nhánh tận. Còn phần thân cũng như phần bó, ngoài phần thân thì ngoài ra cái việc mà nó tạo thành các cái bó, nó còn tách ra các cái nhánh nhỏ. Còn phần bó cũng tách ra các nhánh. Và sau đó thì nó tách ra các cái nhánh tiếp vào các nhánh bên. Và sau đó nó tách ra các nhánh tận. Ở đây các bạn nhìn thấy này. Nó có một cái nhánh thần kinh tách ra từ bó ngoài. Một nhánh tách ra từ bó trong. Xong rồi từ hai cái nhánh nó tách ra thần kinh ngực ngoài, thần kinh ngực trong. Xong rồi cho các nhánh nối với nhau. Cái vòng nối này con bạn nữ hôm trước nói đấy. Nó vòng ở phía trước của động mạch nách. Cái này người ta gọi là quai ngực của đám rốn kinh cánh tay. Các bạn nhìn đây thì thấy này. Nhánh trước của dây kinh sống cổ thứ 5 hợp với nhánh trước của dây kinh sống cổ 6. Và nhận một phần nhỏ nhánh trước dây kinh sống cổ 4 để tạo thành thân trên. Một mình nhánh trước dây kinh sống cổ 7 tạo thành thân giữa. Nhánh trước của dây kinh sống cổ 8 hợp với nhánh trước của dây kinh sống ngực 1 để tạo thành thân dưới.
Thì các bạn thấy là ở đây có đặc điểm là gì? Chúng ta có 7 đốt sống cổ, nhưng mà chúng ta lại có 8 khoanh tủy cổ, chứ không phải là 7. Rồi, các thân này, mỗi thân lại tách ra hai nhánh, nhánh trước và nhánh sau, nhánh trước, nhánh sau. Cái này, đây là nhánh trước và đây là nhánh sau. Nhánh trước của thân trên hợp với nhánh trước của thân giữa tạo thành bó ngoài. Mà có sách gọi là thân nhì trước ngoài. Nhì nhất thì bây giờ bỏ đi rồi, người ta không gọi thế nữa. Sách của các trường gọi là thân nhì trước ngoài. Sách của Hà Nội gọi là thân trên, thân giữa, thân dưới. Thân trên, nhánh trước của thân trên hợp với nhánh giữa của nhánh trước của thân giữa tạo thành bó ngoài. Nhánh trước của thân dưới, một mình nhánh trước của thân dưới tạo thành bó trong. Ba nhánh sau của ba thân trên giữa dưới tạo thành bó sau. Ba cái bó này nằm ở phía quay xung quanh động mạch nách. Cái này nằm ngoài động mạch nách gọi là bó ngoài, trong gọi là bó trong và sau gọi là bó sau. Đây là các cái mối liên quan của các cái nhánh, các cái phần của đạo dương kinh tay với động mạch nách. Ở đây có cái quai là quai ngược lúc trước vừa nói với các bạn đây. Rồi, nhánh tận thì bó ngoài tách ra dây kinh cơ bì này. Bó sau tách ra một nhánh này, là thần kinh nách này. Bó sau tách ra thần kinh quay này. Bó ngoài tách ra rễ ngoài, bó trong tách ra rễ sau. Hai rễ này chập với nhau tạo thành thần kinh giữa ở phía trước của động mạch nách. Bó trong tách ra thần kinh trụ, thần kinh bì cánh tay trong và bì cẳng tay trong. Rồi, thế thì 2, 4, 5, 6, 7, 7 nhánh này là 7 nhánh tận của đạo dương kinh tay này. Bó ngoài tách ra dây kinh cơ bì và rễ ngoài dây kinh giữa. Bó trong tách ra rễ trong dây kinh giữa, rễ trong rễ ngoài hợp với nhau tạo thành dây kinh giữa. Bó trong tách ra dây kinh trụ, thần kinh bì cẳng tay trong và bì cánh tay trong. Bó sau tách ra thần kinh nách và dây kinh quay. Thì đấy là 7 cái nhánh tận của đạo dương kinh cánh tay. Nhìn trên hình này ấy, chúng ta thấy như thế này. Đây là xương đòn. Vậy thì xương đòn này ấy, chia đám số trên kinh cánh tay ra làm hai phần. Một là phần trên đòn, hai là phần dưới đòn. Phần dưới đòn, phần trên đòn thì liên quan với một cái động mạch là động mạch nách. Phần dưới đòn liên quan động mạch dưới đòn. Phần trên đòn liên quan động mạch dưới đòn. Phần dưới đòn thì liên quan động mạch nách. Đây là quai ngực đây. Rồi. Đây là phần trên đòn của động mạch nách. Của đám dưới kinh tay và cái phần dưới này là phần dưới đòn. Ở đây ấy, có một cái ý cần phải nhắc đến là gì? Phần trên đòn ấy, thì các thân của đám dưới, thân trên, thân giữa và thân dưới, các thân này nằm ở phía trên, hơi chếch ra phía sau so với động mạch dưới đòn. Gọi là động mạch dưới đòn nhưng nó lại nằm ở phía trên của xương đòn. Liên quan với các cơ thì ở đây có các cơ là gì? Cơ bậc thang trước và cơ bậc thang giữa. Đây, cái này là bó trên của răng trước. Đây có hai có cơ này, cơ bậc thang trước, cơ bậc thang giữa và cơ bậc thang sau. Cơ này là cơ nâng vai. Các cơ bậc thang này nằm ở phía trước, che phủ phía trước của phần trên đòn của đám dối kinh cánh tay. Phần trên đòn có liên quan đến một cơ là bụng dưới của cơ vai móng, cái phần xanh xanh ở trên hình ấy. Liên quan đến mạch là phía ngoài cơ bậc thang, phần trên đòn liên quan đến động mạch dưới đòn, lúc trước nói với các bạn rồi. Đây là động mạch này, là động mạch dưới đòn. Tĩnh mạch này là tĩnh mạch dưới đòn. Phần thứ hai là phần dưới đòn.
phần dưới đòn tức là nằm ở phần dưới của xương đòn. Nó chia làm ba đoạn liên quan giống như lúc trước đối với động mạch tách ấy. Đoạn trên cơ ngực bé, đoạn sau cơ ngực bé và đoạn dưới cơ ngực bé. Đoạn trên cơ ngực bé thì các thân bắt đầu đi xuống, chuẩn bị chia thành các cái bó. Các thân này nằm ở phía trên và phía ngoài so với động mạch. Đoạn sau cơ ngực bé thì các thân tạo thành các bó, bó ngoài, bó trong và bó sau. Ba bó này quay xung quanh động mạch. Đoạn dưới cơ ngực bé cho đến đây là cơ này là cơ lưng rộng, cơ này là cơ tròn lớn, đến bờ dưới cơ tròn lớn tương ứng vị trí nào thì các bó bắt đầu tách ra các nhánh tận. Phần dưới cơ ngực, phần dưới của cơ ngực bé thì các nhánh tận bắt đầu rời xa động mạch. Thần kinh cơ bì đây này, các bạn nhìn thấy đây này. Đây là thần kinh cơ bì xuyên qua cơ quả cánh tay để đi vào vùng cánh tay trước. Thần kinh nách, thần kinh giữa được tạo thành bởi rễ ngoài và rễ trong dây kinh giữa hình thành ở phía trước của động mạch nách. Ở đây còn thần kinh giữa, thần kinh bì, thần kinh trụ này, thần kinh bì cẳng tay trong này. Và đây thần kinh bì cánh tay trong, các thần kinh này vẫn còn quây quanh động mạch ở đoạn dưới của động mạch nách. Phần trên, phần sau và phần dưới của cơ ngực bé. Rồi, các nhánh của đám dưới cánh tay. À, cái này chỉ có mỗi cách là nhớ giống như là nhớ tiếng Anh vậy thôi. Các bạn có thể chụp cái này lại. Các nhánh của đám dưới cánh tay này, phần trên đòn thì các nhánh tới cơ bậc thang, cơ dài cổ này cho các nhánh. Phần kinh lưng vai hay còn gọi là thần kinh vai sau chi phối cơ nâng vai và cơ chám. Cơ chám có hai cơ, cơ chám lớn, cơ chám bé. Thần kinh ngực dài chi phối cơ răng trước. Thần kinh cơ dưới đòn đi vào cơ dưới đòn để chi phối cơ dưới đòn. Thần kinh trên vai chi phối cơ trên gai và cơ dưới gai. Đấy là các nhánh của phần trên đòn. Như vậy nó tách ra các nhánh nhỏ. Các nhánh nhỏ này thường trực tiếp đi vào các cơ để chi phối vận động cho các cơ. Các bạn nhìn lên trên bảng nhé. Phần trên đòn này. Đây là phần trên đòn này. Phần này tách ra các nhánh này. Tức là các nhánh tới cơ bậc thang và cơ dài cổ đây. Cái nhánh này này. Đây này. Đấy, các nhánh nhỏ này. Cơ bậc thang và cơ dài cổ này. Rồi. Tiếp theo thần kinh này, cái nhánh này tách ra từ thân trên, thần kinh lưng vai hay thần kinh vai sau này. Đây. Rồi, chi phối cơ lưng vai và các cơ chám đấy. Rồi, tiếp theo này. Thần kinh ngực dài đây. Đây là thần kinh ngực dài. Các bạn nhìn đây, thần kinh ngực dài này. Thần kinh này đi ở phía ngoài của cơ răng trước. Chi phối cho cơ răng trước. Cơ răng trước là một trong bốn cửa của phần ngực hôm trước nói rồi. Ngực lớn, ngực bé, dưới đòn, răng trước. Thần kinh ngực dài. Rồi, từ các thân, nó cho ra các nhánh này. Thần kinh cơ dưới đòn, từ thân trên. Thần kinh trên vai, cũng từ thân trên. Chi phối cho cơ trên gai và cơ dưới gai. Đây, thần kinh này là thần kinh trên vai đây. Thần kinh này đi cùng với động mạch trên vai trên, nhánh của động mạch dưới đòn. Để chi phối cho cơ trên gai và cơ dưới gai đây. Rồi, các nhánh của đám dưới cánh tay ở phần dưới xương đòn. Đây là các nhánh bên nhé, chưa nói đến các nhánh tận đâu. Tức là thần kinh ngực ngoài, chi phối cơ ngực lớn, tách ra từ bó ngoài đấy. Thần kinh ngực trong, tách từ bó trong, chi phối cơ ngực bé và cả cơ ngực lớn. Hai cái nhánh nó nối với nhau tạo thành quanh ngực lúc trước nói, mình nói trước rồi giờ mình chút xíu mình sẽ chỉ trên hình cho các bạn. Thần kinh dưới vai trên chi phối cơ dưới vai. Thần kinh trên vai thì chi phối cơ trên gai, cơ dưới gai nhé. Thần kinh dưới vai dưới thì chi phối cơ tròn lớn. Thần kinh nách thì chi phối cơ tròn bé, cơ delta. Thần kinh ngực lưng thì chi phối cơ lưng rộng. Thế thì bản thân bọn tôi đi giảng ấy, tôi cũng nói là tại sao phải gọi là thần kinh ngực ngoài, gọi là thần kinh cơ ngực lớn, thần kinh cơ ngực bé, thần kinh cơ lưng rộng. À, nhưng mà sách tiếng Anh nói thế thì mình cứ phải mô tả như vậy. Tại vì sao ngoài cái chi phối cho cơ, nó còn chi phối cảm giác nữa. Rồi. Và cơ thang thì do hai loại thần kinh chi phối. Các thần kinh, nhánh thần kinh đến từ thần kinh 11. Và các nhánh đến từ đám dưới cổ. Rồi. Các bạn nhìn đây này.
thần kinh ngực ngoài. Rồi đây là cái nhánh từ bó ngoài, bó này là bó ngoài đấy. Thần kinh này là thần kinh ngực trong, xong thần kinh ngực ngoài, thần kinh ngực trong cho nhánh nối nhau tạo thành quai ngực. Rồi thần kinh ngực ngoài chi phối cơ ngực lớn. Thần kinh ngực trong nó xuyên qua ngực bé, chi phối cơ ngực bé đấy, chi phối cả phần cơ ngực lớn nữa. Đây còn quai ngực đây. Thần kinh dưới vai trên. Rồi thần kinh dưới vai trên chi phối cơ dưới vai. Thần kinh ngực lưng, đây là nhánh thần kinh ngực lưng này. Rồi thần kinh ngực lưng chi phối cơ lưng rộng. Thần kinh dưới vai dưới đây à, như vậy chúng ta thấy thần kinh dưới vai dưới. Rồi đấy là các nhánh bên của phần. Thứ nhất chúng ta có nhánh bên của phần trên đòn này, chúng ta có nhánh bên ở phần dưới đòn này. Rồi bây giờ chúng ta nói đến các nhánh tận này. Nhánh tận này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Thần kinh cơ bì này, thần kinh giữa này, thần kinh nách này, thần kinh quay này, thần kinh trụ này, thần kinh bì cẳng tay trong và bì cánh tay trong. Hai cái này dễ nhầm với nhau. Cái anh chàng nào chạy càn sát ở phía trong hơn. Tại vì sao? Nó phải sát như thế để nó ra, nó cảm giác ngay cho phía da mà nó sẽ đi xuống. Còn nó chạy ngoài hơn ấy, tức là sâu hơn ấy, thì nó phải đi xuống sâu hơn nó mới ra, chi phối cẳng tay. Các bạn nhìn lên trên bảng ấy, thấy nó đổi màu ấy, với các cái nhánh của nó đấy. Đây là các nhánh tận và chúng ta phải mô tả. Dừng lại được khoảng vài giây để cho các bạn có thể nhìn thấy cái hình tí. Em ơi thầy ạ, cho em hỏi một tí ạ, tại sao hai cái nhánh bì cánh tay trong và bì cánh tay trong gọi là nhánh tận? Thứ nhất ấy, gọi là nhánh tận thì thứ nhất là trong các nhánh này ấy, thì mỗi một nhánh bên của nó là một nhánh nhỏ, nó thường chỉ chi phối một cơ hoặc là vùng khá là nhỏ của phần cảm giác. Cái này chỉ mang chất tương đối thôi nha. Dạ vâng. Thứ hai ấy, trong 5-7 cái nhánh này thì 5 cái nhánh thần kinh cơ bì này, thần kinh nách này, thần kinh quay trụ giữa này, 3 thần kinh lớn nhất là thần kinh quay, thần kinh trụ, thần kinh giữa này. Lớn nhất đương nhiên nó phải chi phối nhiều nhất rồi. Còn thần kinh bì cẳng tay trong, bì cánh tay trong, 2 thần kinh cảm giác, 1 thần kinh cảm giác cho mặt trong của cánh tay và 1 thần kinh cảm giác cho mặt trong của cẳng tay. Cái diện tích, cái chi phối của nó khá lớn so với các nhánh khác. Ví dụ thần kinh ngực ngoài chẳng hạn, chi phối cho một cơ đơn thuần là cơ ngực lớn. Thần kinh ngực trong chi phối 2 cơ đồng ý, có cả nhánh cơ ngực lớn, một phần nhỏ, một nhánh của cơ ngực bé. Thế thì cái việc mà xếp nó vào thần nhánh tận hay nhánh bên ấy, thì chắc cũng là một cái khái niệm tương đối thôi. Chứ nó không bảo quy định là cái này bắt buộc phải là tận, cái này bắt buộc phải là bên. Thế nhưng mà cái nhánh tận ở đây thường là những nhánh lớn hơn so với các nhánh khác. Và nó chi phối một cái vùng cũng tương đối rộng. Thế thôi, mang chất tương đối thôi. Chứ còn bây giờ cụ thể như thế nào thì nó khó, phải không? Vâng, cảm ơn thầy ạ. Một cái nhánh tận, một con đường tận của cái cao tốc Hà Nội Hải Phòng ấy, nó sẽ khác với một cái ngõ hẹp 2 mét của trong, cũng là ngõ cụt. Tức là ngõ tận, cái phần tận cùng đấy. Thế nhưng mà nó cũng là cái phần tận. Thế thì cái đấy mang chất tương đối thôi nha. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Rồi, giờ chúng ta có 7 cái nhánh tận của đám dối kinh cánh tay. Thứ nhất là chúng ta nói đến thần kinh giữa. Thần kinh giữa là
Bây giờ ba cái thần kinh lớn nhất của chi trên nói trước. Sau đó chúng ta sẽ nói đến các cái thần kinh nhỏ hơn, đơn giản hơn. Thứ nhất, thần kinh giữa. Các bạn nhìn lên trên bảng thì thấy nó đổi cái màu ấy. Thần kinh giữa được tạo thành bởi rễ ngoài và rễ trong. Hai rễ này xuất phát từ bó ngoài và bó trong của đám xương kinh cánh tay. Chỗ mà nó hình thành ấy, nó giống như hình chữ Y này này, nằm ở phía trước ngoài của động mạch nách. Rồi các bạn nhìn lên trên bảng ấy, thấy cái đường đi liên quan của nó. Thần kinh giữa là một trong ba thần kinh lớn nhất của chi trên, thần kinh giữa, thần kinh quay và thần kinh trụ. Đi từ nách, từ chỗ nguyên ủy đến tận đầu cùng của các ngón tay. Chia thành các đoạn liên quan này, đoạn nách này, đoạn cánh tay, đoạn khuỷu, đoạn cẳng tay và bàn tay. Ở nách, thứ nhất ở nách, dây kinh giữa chạy trách xuống dưới và ra ngoài, ở trước ngoài động mạch nách. Đây, phía trước ra, trước ngoài động mạch nách đây. Xuống cánh tay. Phần kinh giữa đây, cùng với động mạch nách, cùng với động mạch cánh tay, nằm trong cái ống gọi là ống cánh tay, lúc phần cơ mình đã mô tả kỹ cho các bạn rồi. Phần kinh sẽ bắt chéo phía trước của động mạch, từ ngoài đây, phía ngoài đây, vào phía trong. Rồi, đây là cái phần cắt qua giữa của phần giữa của cánh tay, bên dây kinh giữa đây. Tới vùng khuỷu thì tới phần kinh giữa chạy ở phía trong của động mạch, trong cái rãnh gọi là rãnh nhị đầu trong. Khi động mạch cánh tay chia thành hai nhánh tận là động mạch quay và động mạch trụ thì thần kinh giữa chui giữa, đi vào giữa hai bó của cơ sấp tròn. Cái bó này là bó sâu, còn bó nông của nó đây. Chui giữa hai bó cơ sấp tròn, chui qua cung của cơ gấp nông các ngón tay. Rồi, khi nó chui qua cung gấp nông ngón tay để đi giữa cơ gấp nông và cơ gấp sâu, đây là cơ gấp sâu này. Và sau đó chạy xuống cổ tay. À, khi trên cái dây chằng vòng hay là mạc hãm các cân gấp khoảng 5 cm thì chúng ta nhìn thấy đây là dây kinh giữa này. Nó lộ ra. Thần kinh giữa này sau đó cùng với các gân dưới mạc hãm của các gấp xuống bàn tay. Các nhánh bên này cũng đặc điểm là gì? Ở vùng nách và cánh tay, phần kinh giữa không cho một nhánh bên nào. Ở vùng khuỷu tay, tức là vùng qua rãnh nhị đầu trong, phần kinh giữa tách ra một loạt các cái nhánh và cơ gấp là chi phối cơ sấp tròn này, cơ gấp của tay quay này, cơ gấp của tay trụ này. Cơ gấp của tay quay này, cơ gan tay dài, cơ gấp của tay trụ là do dây kinh trụ chi phối và cơ gấp nông các ngón tay. Đấy là các nhánh mà nó tách ra ở vùng khuỷu. Ở vùng khuỷu này nó còn tách ra nhánh này. Thần kinh này là thần kinh gian cốt trước.
bình gan không gian phút trước phải đi song song với một động mạch gan phút trước, mà động mạch gan phút trước là tách ra từ động mạch gan cốt, mà động mạch gan cốt là nhánh động mạch trước. Thần kinh gan cốt trước này. Bác sĩ Nguyễn Đức Hiếu tắt mic đi bác sĩ. Thần kinh này nó sẽ chi phối cơ gấp ngón cái dài, cơ gấp sâu các ngón. Nhưng cơ gấp sâu để vào ngón 2 và ngón 3. Đây là cơ gấp, này là cơ gấp nông. Và nó chi phối cho một cơ ở phía dưới là cơ sấp vuông. Rồi. Đây là cơ sấp vuông. Đây các bạn nhìn thấy này. Đây là thần kinh gian cốt trước. Nó đi song song và đi ở phía trong so với động mạch gian cốt trước đây. Thần kinh giữa chui qua mạc hãm các gân gấp để xuống bàn tay. Trước khi chui qua mạc hãm gân gấp thì nó tách ra một nhánh là nhánh gan tay của thần kinh giữa. Vậy thì khi cái hội chứng ống cổ tay này này thì nó tê bì các cái ngón tay mà do thần kinh giữa chi phối, đồng thời tê bì rồi nó mất cảm giác và nó rối loạn cái vận động do các cái cơ do tinh giữa chi phối, nhưng cảm giác của gan tay vẫn còn. Bởi vì sao? Cái nhánh này nó không chui dưới mặt hãm các gân gấp. Khi xuống bàn tay thì thần kinh giữa người ta cho rằng là tách ra 5 nhánh. À, có sách nói là tách ra 5 nhánh, chúng ta có thể nói qua sơ bộ một chút. Dây thần kinh giữa tách ra nhánh thứ nhất là các nhánh cơ chi phối hai cơ rưỡi của ngón cái. Cơ dạng ngón cái ngắn này, cơ ngắn gấp ngón cái này, cơ đối chiếu ngón cái, nhưng cơ ngắn gấp này nó chỉ chi phối cái đầu nông thôi, cái phần nông của cơ thôi. Còn một cơ rưỡi của ô mô cái này là cơ khép ngón cái đây, và cái phần sâu của cơ ngắn gấp ngón cái do dây thần kinh trụ chi phối. Như vậy dây thần kinh giữa chi phối một cơ, hai cơ rưỡi ở ô mô cái. Còn ở cẳng tay buổi trước nói rồi, dây thần kinh giữa chi phối có 8 cơ, 6 cơ rưỡi do dây giữa, còn 1 cơ rưỡi do dây thần kinh trụ. Tức là nửa trong của cơ gấp sâu các ngón và cơ gấp của tay trụ do dây thần kinh trụ chi phối. Nhánh thứ nhất là nhánh cơ. Rồi. Nhánh thứ hai là nhánh đi vào ngón cái, cảm giác cho ngón cái và nửa ngoài của ngón trỏ. Nhánh thứ ba là thần kinh gan bàn tay này. Cái thần kinh này đi vào khoảng kẽ giữa các ngón, chi phối cảm giác cho hai ngón liền kề giữa ngón 2 và ngón 3, giữa ngón 3 và ngón 4. Rồi đồng thời nó cho một nhánh nối với dây thần kinh trụ. Ở đây chúng ta nhất tiện đây thì tôi nói với các bạn luôn này, dây thần kinh trụ đi song song ở phía trong của động mạch trụ này, đi qua phía trước của mạc hãm các gân gấp này, tách ra nhánh thần kinh đi vào phía trong của gan tay này, phía trong của ngón 5 này, chi phối cảm giác cho nửa trong, cái bờ trong của bàn tay và bờ trong của ngón 5, tách ra một nhánh đi vào khoảng kẽ giữa đốt 4 và đốt 5, tách ra hai cái nhánh liền kề với nhau, đi vào hai bờ tay liền kề. Như vậy dây thần kinh giữa chi phối cảm giác cho 3 ngón rưỡi kể từ ngón cái, dây thần kinh trụ chi phối 1 ngón rưỡi đây, ngón 5 và nửa ngoài, nửa trong của ngón 4, và cho nhánh nối với nhau, thần kinh giữa nối với thần kinh trụ. Đây là, nhìn thấy đây thì tôi sẽ nói luôn cho các bạn. Đây là dây thần kinh trụ đây. Dây thần kinh trụ này ấy, thì tách ra nhánh cho bờ trong của ngón 5 này, tách ra nhánh hai bờ liền kề của ngón 4 và 5 này, nhánh nối dây thần kinh giữa. Như vậy ở bàn tay, thần kinh giữa sẽ chi phối hai cơ rưỡi ô mô cái, cơ run 1-2, cảm giác 3 ngón rưỡi kể từ ngón cái. Còn dây thần kinh trụ chi phối cảm giác là 1 ngón rưỡi từ ngón út. Tất cả các cơ còn lại của bàn tay gồm có cái gì? Một cơ rưỡi ô mô cái, tức là đầu sâu của cơ ngắn gấp ngón cái và cơ khép ngón cái, cơ run 3-4, 10 cơ gian cốt gan tay và mu tay, 3 cơ ô mô út. Đây, 3 cơ ô mô út đây. Cơ dạng ngón út này, cơ ngắn gấp và cơ đối chiếu ngón út đây.
thần kinh gan ngón tay riêng này, đây là các thần kinh gan ngón tay chung. Từ các thần kinh gan ngón tay chung ấy, nó tách ra các nhánh vào hai bờ liền kề của ngón tay là thần kinh gan ngón tay riêng, tên gọi như vậy. Đây là phần cảm giác của dây kinh giữa. Ở phía sau, dây kinh giữa chi phối mặt mu tay của đốt hai ngón cái. Mặt mu tay của đốt 2, đốt 3 của ngón 2, ngón 3 nửa ngoài đây. Mu tay rồi, cảm giác của chi trên, cái này các bạn có trên hình rồi. Tổn thương dây kinh giữa trên hình này là một cái tổn thương lâu dài rồi của dây kinh giữa. Một trong cái thứ của nó là gì? Một là teo ô mô cái. Bởi vì sao? Các cơ của ô mô cái chủ yếu do dây kinh giữa chi phối, tức là hai cơ giữa. Thứ hai là bàn tay ấy, khi mà dây kinh giữa bị liệt, đây các bạn nhìn đây, thì liệt vận động có thần kinh, các cơ mà thần kinh giữa chi phối, cơ gấp và cơ sấp bị liệt, bàn tay bị duỗi ra phía sau và luôn ở tư thế ngửa, gọi là bàn tay khỉ. Và rối loạn cảm giác của các ngón, ngón 1, ngón 2, ngón 3. Rối loạn cảm giác của các ngón. Và gan tay tại sao ở trong ngoặc? Là bởi vì nếu như tổn thương chỉ là tổn thương ở cổ tay thôi thì gan tay nó không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu dây kinh giữa bị tổn thương ở phía trên, ví dụ như vết chém ở phía trước, khuỷu phía dưới ngay giữa khuỷu và đứt dây kinh giữa, thì nó sẽ có đầy đủ các triệu chứng của tổn thương dây kinh giữa. Rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta nói đến dây thần kinh thứ hai, tức là dây thần kinh giữa chúng ta đã nói rồi. Bây giờ chúng ta nói đến dây thần kinh trụ. Dây thần kinh trụ là một trong các cái nhánh tận của bó trong của đám rối kinh cánh tay. Đây các bạn nhìn thấy đây, dây thần kinh trụ. Cùng với dây thần kinh giữa, nó là một trong ba dây thần kinh lớn nhất của đám rối của chi trên, đi từ vùng nách, tức là phần huyệt ủy, đến tận cùng của các ngón tay. Nó cũng có bốn đoạn liên quan: đoạn nách, đoạn cánh tay, đoạn khuỷu, đoạn cẳng tay và bàn tay. Trên hình này chúng ta thấy này, đây là động mạch dưới đòn, đây là tĩnh mạch này. Dưới qua phía sau điểm giữa xương đòn thì đổi tên động mạch nách này, và động mạch nách này, và đây là tĩnh mạch nách này. Vậy động mạch này nằm ở phía trong của động tĩnh mạch, thần kinh trụ nằm ở phía trong, trong một cái khe giữa động mạch và tĩnh mạch nách. Ở cánh tay, ở 1/3 trên, đây phần này là phần cánh tay này. Thần kinh này là thần kinh trụ trông như thế này thôi, nhưng mà đường đi nó phải mô tả nó hơi khác đi một tí. Nó không giống như thần kinh giữa. Thần kinh giữa là thần kinh tùy hành suốt trên chặng đường đi của động mạch nách ở trong ống cánh tay. Ở 1/3 trên thì thần kinh trụ nằm trong ống cánh tay cùng với động mạch cánh tay trong khoảng này. Tới 1/3 giữa, tức là khoảng giữa cánh tay, thì động mạch này, thần kinh này nó sẽ chọc qua vách gian cơ trong cùng với một động mạch, đây động mạch này, động mạch bên trụ trên để ra phía sau. Như vậy trong cái đoạn này nó đã nằm sau vách gian cơ trong rồi. Và sau đó nó đi ở phía sau của vách gian cơ trong thẳng xuống vùng khuỷu. Ở vùng khuỷu này có một cái mỏm xương đây, mỏm trên nồi cầu trong. Giữa mỏm trên nồi cầu trong và mỏm khuỷu nó có một cái rãnh. Trước đây nhé, có sách gọi là rãnh đầu dọc khuỷu, bây giờ không gọi thế nữa. Người ta gọi nó là rãnh thần kinh trụ. Và chúng ta có thể sờ thấy nó như cái que kim đan ấy, ở phía sau ngoài của mỏm trên nồi cầu trong của xương trụ và của xương cánh tay. Đấy là rãnh thần kinh trụ. Chỗ này chúng ta có thể sờ thấy. Và trong bệnh phong thần kinh, trong bệnh phong hay gọi là bệnh hủi đấy, thần kinh trụ mà cái chỗ nông này nó bị sưng to lên, sờ thấy rất dễ. Rồi, ở vùng cẳng tay trước
đây dây thần kinh trụ đây, các bạn nhìn thấy đây nhé. Đây là cơ gấp sâu các ngón này, đây là cơ gấp của tay trụ. Thần kinh này đầu tiên ấy, nó chọc, nó chui qua chỗ bám của cơ gấp của tay trụ, xong đó chạy ở phía mặt sâu của cơ, tức là chạy phía ngoài của cơ, giữa cơ này, cơ gấp của tay trụ với cơ gấp sâu các ngón tay. Tới cổ tay ấy, thì cái mạc này là cái mạc nằm nông hơn, chính xác ra thần kinh trụ chạy trước mạc hãm, chứ không phải chạy sau như thế này, chạy trước mạc hãm các cơn gấp xuống bàn tay. Xuống bàn tay ở đây ấy, thì đây xương đậu đây. Phía này là phía ngoài, cho nên là nó chạy ở phía ngoài của xương đậu. Chia thành hai nhánh tận, nhánh nông đây và nhánh sâu. Đây là nhánh sâu. Thế thì các nhánh bên của nó, ở vùng nách và cánh tay giống như dây thần kinh giữa, nó không tách ra nhánh bên nào. Ở vùng cẳng tay, thần kinh trụ tách ra cái gì đây? Tách ra nhánh vào cơ gấp của tay trụ và tách ra nhánh để chi phối hai bó trong, tức là nửa trong của cơ gấp sâu các ngón tay, chi phối cơ số 4 và cơ số 5 bàn tay, các ngón chi phối bàn tay, các cân đến ngón 4 và ngón 5. Nhánh này là nhánh mu tay của thần kinh trụ đây. Nhánh này chạy ra phía sau, chi phối một ngón rưỡi mặt mu tay của ngón 5 và ngón 4 đây. Nhánh mu tay của thần kinh trụ. Xuống cổ tay, chui qua mạc ở phía trước mạc hãm các gân gấp, đi ở phía ngoài của xương đậu xuống bàn tay, tách thành hai nhánh, nhánh nông và nhánh sâu. Nhánh nông đây cho nhánh chi phối cảm giác cho một ngón rưỡi từ ngón út, tức là hai bờ của ngón 5 và bờ trong của ngón 4. Và nó cho một nhánh nối với dây thần kinh giữa như trên hình trước, chúng ta sẽ thấy hình này không thấy. Nhánh này là nhánh sâu của dây thần kinh trụ. Nhánh sâu này đi song hành với một cái cung mạch, cả cung gan tay sâu, chạy vòng suốt từ trong ra phía ngoài. Và nó cấp chi phối cho cái gì? Đầu sâu của cơ ngắn gấp ngón cái, cơ khép ngón cái, rồi cơ run 3, cơ run 4, tất cả các cơ của ô mũ út và 10 cơ gian cốt của mu tay, tức là 5 cơ gian cốt mu tay và 5 cơ gian cốt gan tay. Đây các bạn nhìn thấy đây này, mỏm này là mỏm trên đầu cầu trong, phía sau của mỏm trên đầu cầu trong đây có một cái rãnh, đây là dòng dọc. Cái rãnh này gọi là rãnh dây thần kinh trụ. Rồi, cơ gấp nông. Đây là dây thần kinh trụ chạy song song với động mạch trụ, từ bắt đầu từ ranh giới giữa một ma trên và một ma dưới. Và thần kinh thì lúc nào cũng chạy ở phía trong động mạch. Đây các nhánh của bàn tay. Đây các bạn nhìn thấy, đây là dây thần kinh trụ này. Đây là nhánh nông của dây thần kinh trụ đây. Nhánh nông này sẽ tách ra nhánh cảm giác cho bờ trong của ngón 5 này, bờ ngoài của ngón 5 này và bờ trong của ngón 4, và cho nhánh nối dây thần kinh giữa. Còn đây là nhánh sâu chạy song song với cung gan tay sâu, tách ra các nhánh chi phối các cơ còn lại, ô mô cái, cơ run 3, 4, các cơ gian cốt. Đây là chi phối cảm giác của dây thần kinh trụ, là một phần một ngón rưỡi từ ngón cái, từ ngón út, từ ngón năm ấy, là cả mặt mu tay và mặt gan tay. Tổn thương dây thần kinh trụ này, các bạn lưu ý nhé. Khi mà gãy đầu dưới xương cánh tay,
vì rãnh thần kinh ở nông cho nên là có thể có bị tổn thương bởi cái vật sắc nhọn, và trong một số bệnh lý bệnh phong biểu hiện của nó là gì? Yếu hoặc liệt cái cơ và dây thần kinh trụ chi phối, và khi bị liệt ấy, thì nó nằm duỗi đốt 1 gấp đốt 2 và 3 của ngón 4 và ngón 5. Cái bàn tay hình đấy người ta gọi bàn tay vốt trụ. Lý do là do cơ gian cốt và cơ giun 3-4 bị liệt, không kéo được phần cuối của cơ duỗi tương ứng. Có nghĩa là cơ giun và cơ gian cốt ấy, nó bám, cơ giun thì bám từ gân duỗi và gân gấp sang gân duỗi. Còn các cơ gian cốt bám từ xương vào với co nhánh để chi phối cho gân duỗi. Cho nên khi nó bị liệt thì cơ giun 3-4 bị liệt này, các cơ gian cốt bị liệt cho nên không kéo phần cuối của cơ duỗi tương ứng. Vì vậy nó có cái tình trạng là duỗi đốt 1 gấp đốt 2-3. Rối loạn cảm giác, tức là mất cảm giác, rối loạn hoặc mất cảm giác của một ngón rưỡi từ ngón 5, tức là nửa trong của ngón 4 và toàn bộ cảm giác của ngón 5. Các bạn nhìn trên hình này. À, đây là một bệnh nhân bị tai nạn. Tức là bệnh nhân cầm cái tích nước, các bạn biết cái tích nước để ngày xưa các cụ hay có cái tích nước để pha gọi để nước lọc hoặc là pha vối, nước vối hoặc là pha trà xanh. Chứ cái tích đấy thì không pha được trà mặn, trà tàu và chè tàu, bởi vì trà tàu thì ấm nhỏ hơn, là người ta thì thường pha ở những cái quán nước lớn thôi. Thế bệnh nhân này cầm cái tích nước. Đây các bạn nhìn ở trên hình này. Cầm cái tích nước và khi cái tích nước bị trượt chân, tức là bà ấy đi trên nền gạch, trượt chân ngã xuống, đập cái tích nước này xuống đất và cái tích nó vỡ để đè cái tay lên. Thế đây là vùng khuỷu. Đè cái tay lên ấy, thế là bệnh nhân bị cứa một phát từ phía sau và phía trong. Thế thì ở tỉnh ấy, các bạn bác sĩ chuyên khoa 1 ở tỉnh, các bạn cứ thế này các bạn cận khâu vào thôi. Thế và bệnh nhân có một biểu hiện là gì? Là vốt trụ. Tất nhiên bệnh nhân không biết là vốt trụ, nhưng mà nửa tháng sau bệnh nhân bị liệt cái cơ, rối loạn cái cảm giác của ngón 3, ngón 4 và ngón 5, và vận động rất khó khăn, và cái vết thương này nó không liền, thì lên chuyển đến khoa phẫu tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Thế chúng tôi mở ra thì các bạn chỉ khâu mỗi phía ngoài này thôi này, còn đứt toàn bộ cái phần các cái đầu gân, đầu gần của các cơ ở mỏm, một số cơ ở mỏm trên nồi cầu trong, mà các cơ này thuộc ngăn trước đấy, trong đó đứt toàn bộ cái cơ trụ trước, tức là cơ gấp của tay trụ, và đứt thần kinh trụ. Đứt thần kinh trụ thì khi mở ra ấy, thì con bạn nội chú mở ra ấy, bạn không tìm thấy dây kinh giữa đâu cả. Thế cái đường kẻ xanh xanh này ấy, là đường tôi kẻ vào đây. Thế tôi vào thì tôi kẻ vào đây, đi từ mỏm trên nồi cầu trong cho đến xương động, kẻ đúng như thế này, vì cái chỗ này thần kinh trụ nó chạy chính giữa cái cơ, nó chui chính giữa đây, đây là cái bó của cơ ấy đây này, bó cơ của cơ gấp của tay trụ đây, phần nguyên vỉ. Các bạn biết là khi thần kinh nó bị đứt thì nó lại tụt vào đây hết khoảng 2-3 phân, tụt hai đầu, tìm rất là khó, tìm không được. Tôi mới vẽ một cái đường như thế này và bắt đầu phải mò tay vào đây để tìm, thì thấy được hai cái đầu dây kinh này, hai đầu, và sau đó phải nối đầu tiên là nối bao của các cái bó nhỏ xung quanh này, sau đó bao dây thần kinh nối lại với nhau. Và đây là hình ảnh mà tôi đang làm phẫu thuật, và cái thì cuối là cái thì mà khâu da đóng da rồi. Thì đây là cái đường mà tôi đã kẻ từ mỏm trên nồi cầu trong cho đến xương đậu đây, kẻ một cái đường như này thì lúc đó mới tìm ra được dây thần kinh trụ nó nằm ở đâu. Thì lúc nằm đúng trên cái đường kẻ, các bạn nhìn thấy đây, nằm đúng trên cái đường kẻ này. Thế cho nên là bạn ấy bảo là nó không có thầy thì em không tìm ra được cái thần kinh trụ nó nằm đâu. Nhìn như thế này, đơn giản như thế này, nhưng mà nếu các bạn chấn thương ở các tỉnh mà làm không cẩn thận, tức là các bạn bỏ sót, thứ hai là các bạn không thấy chảy máu, thế là các bạn cứ thế các bạn khâu này vào cho nó cầm máu, nhưng mà máu nó đọc thành một cái cục rất lớn ở đây, thần kinh không nối được, cơ không nối được. Đấy là một biểu hiện rất rõ của một cái bàn tay gọi là bàn tay vút trụ, của tổn thương trụ. Đây, bệnh nhân này vào đi Hà Nội cách đây khoảng hơn một tháng. Rồi, tiếp theo, đến một thần kinh thứ ba, thần kinh rất lớn của chi trên, đó là dây kinh quay, ba dây kinh lớn nhất của chi trên. Dây thần kinh quay, rồi các bạn nhìn trên bảng để thấy cái đường đi của nó.
bó ngoài, bó sau và bó trong này. Thần kinh bó sau của đám dương kinh dây tách ra hai nhánh. Nhánh lớn hơn tức là dây thần kinh quay. Như vậy nguyên ủy của nó là tách ra từ bó sau của đám dương kinh cánh tay. Nhìn trên hình này thì chúng ta thấy cái gì? Thứ nhất là đây là mặt trước. Phải không? Cơ này là cơ dưới vai, cơ này là cơ lưng rộng. Rồi. Và cơ này là cơ tròn lớn. Đây có một cái ngách là ngách tứ giác đây. Nhìn phía trước và lỗ tứ giác, lỗ tam giác bả vai và lỗ tam giác cánh tay. Ở vùng nách này, động mạch nằm thần kinh quay nằm sau động mạch nách. Người ta phải cắt động mạch nách ra ở đây, người ta mới nhìn thấy dây thần kinh quay. Sau đó dây thần kinh quay chui qua tam giác cánh tay để ra vùng cánh tay sau cùng với động mạch là động mạch cánh tay sâu. Có sách gọi là tam giác cánh tay tam đầu. Cái này gọi là tam giác bả vai tam đầu. Và cái này là lỗ tứ giác. Rồi. Ở vùng cánh tay này, đây, lỗ này là lỗ tam giác cánh tay đây. Đây gọi là tam giác cánh tay tam đầu. Đây là lỗ tứ giác. Ở vùng cánh tay này, thần kinh chạy song song với động mạch là động mạch cánh tay sâu nằm phía dưới động mạch. Chạy sát ở mặt sau của xương cánh tay trong cái rãnh gọi là rãnh dây thần kinh quay. Nằm giữa hai đầu bám của hai cơ. Là cơ bó ngoài và bó trong của cơ tam đầu. Đây là đầu dài, đầu ngoài, đầu trong của cơ tam đầu. Rồi. Ở phía dưới thần kinh quay sẽ chọc qua vách gian cơ ngoài và đi xuống dưới. Ở vùng cánh tay, thần kinh quay tách ra các nhánh gì? Thứ nhất, tách ra các nhánh để chi phối cảm giác cho một cái cơ của cánh tay, cánh tay sau là cơ tam đầu cánh tay, tức là đầu dài, đầu ngoài và đầu trong. Nó tách ra một nhánh là nhánh bì cánh tay sau đây. Chi phối cảm giác cho mặt sau của cánh tay. Thần kinh bì cẳng tay sau ngoài đấy. Đây, các cái nhánh mà tách ra ở phía sau của xương cánh tay, tức là tách ra ở phía sau của cánh tay. Một nhánh nhỏ đây bì cánh tay dưới để làm nhiệm vụ cảm giác. Thế như vậy thì ở cái vùng cánh tay này, thần kinh quay tách ra các nhánh chi phối cơ tam đầu và chi phối cảm giác. Ngoài ra nó còn tách ra một nhánh là chi phối cơ này là cơ khuỷu. Có nghĩa là chúng ta có 12 cơ ở vùng cẳng tay. Thì thần kinh quay đã tách ra một nhánh chi phối cơ khuỷu trước khi nó xuống cẳng tay rồi. Thần kinh đi xuống dưới này, chọc qua vách gian cơ ngoài đến vùng thế nào chị? Đến cái máng nhĩ rãnh nhĩ đầu ngoài thì tách ra hai nhánh tận là nhánh nông và nhánh sâu. Nhánh nông ra phía trước, nhánh sâu đi phía sau. Nhánh sâu này thì nằm giữa hai lớp cơ của khu cẳng tay sau. Tách ra tất cả các nhánh chi phối cho phần còn lại là 11 cơ của khu cẳng tay sau. Thần kinh bì cánh tay sau này, đây là phần cảm, gọi phần cảm giác của thần kinh quay. Cái phần xanh xanh vừa đổi màu là thần kinh bì cánh tay sau.
thần kinh bì cẳng tay sau, cái phần xám xám vừa ấy đổi màu, và thần kinh bì cánh tay dưới ngoài. Đây các bạn nhìn đây, bì thần kinh bì cánh tay dưới ngoài đây. Đây cái nhánh lúc trước mình chỉ cho các bạn. Nhánh này. Rồi, và dây thần kinh quay. Cái nhánh đông dây thần kinh quay này. Từ cái rãnh nhị đầu ngoài này, rãnh này chạy thẳng xuống vùng cẳng tay, nằm ở phía mặt sâu của cơ này là cơ cánh tay quay đây. Và trong bao cơ của cơ này. Và sau đó chỉ đến cái ranh giới giữa 2 phần 3 trên và 1 phần 3 dưới của cẳng tay, thần kinh này luồn ra phía sau, chui ở phía sau, ở phía dưới của cơ cánh tay quay ra phía sau. Thần kinh này chạy ở phía sau, tức là ở nông đấy, qua mạc hãm các cơn duỗi xuống bàn tay để chi phối cảm giác cho nửa trong, nửa ngoài của ngón một này. Có nhánh đi vào khoảng kẽ giữa hai đốt ngón tay, giữa hai ngón tay ngón một và ngón hai, giữa ngón hai, ngón ba và ngón ba, ngón bốn. Các nhánh này đi xuống chi phối cảm giác cho mặt mu tay, một, hai, ba, ba ngón rưỡi từ ngón cái. Nhưng mà nó bỏ cái gì? Bỏ phần mu tay của đốt hai ngón cái, phần mu tay của đốt ba, nửa đốt hai, đốt ba, nửa đốt hai của ngón hai, ngón ba, và nửa ngoài phần mu tay của đốt một, đốt ba và đốt hai của ngón thứ tư. Vậy thì một ngón rưỡi từ ngón út là do dây thần kinh trụ chi phối, còn mặt mu tay của đốt hai ngón cái này, mặt mu tay của đốt ba ngón hai, đốt ba ngón ba, nửa ngoài của mặt mu tay đốt ba của ngón bốn cộng với một nửa mặt mu tay của các đốt hai ba, đốt hai của ngón hai ba và bốn là do dây kinh giữa chi phối. Nó hơi rích rắc một tí như thế. Đấy là nhánh nông của dây kinh quay. Em thầy cho em hỏi là cái nhánh nông này nó đi dưới cái hãm gân duỗi hay là ở trên cái hãm gân duỗi thầy? Thế nào là trên và thế nào là dưới? Thế nào là trong và thế nào là ngoài? Nhìn này ấy, em mô tả đi. Nhìn như thế này là các bạn mô tả được rồi này. Thứ nhất đấy. Nó đi nông hơn ạ thầy? Nó đi, có thể nói hai cách. Một, nó đi ở phía sau của mạc hãm các gân duỗi theo tư thế giải phẫu nhé. Dạ. Thứ hai, nói cách thứ hai là nó đi ở phía nông, tức là nó đi ở bề mặt mặt trên, tức là trên của mạc hãm và cơn duỗi, tức là nó đi ở nông hơn. Còn nó chính xác mặt giải phẫu, tức là đi sau mạc hãm và cơn duỗi. Còn nhánh này là nhánh sâu như lúc trước mô tả các bạn rồi, nhánh sâu của dây thần kinh quay. À, cái hình này chỉ mô tả lại thôi. Nhánh, nhớ là nhánh sâu của dây thần kinh quay ấy, khi nó đi qua rãnh nhị đầu ngoài, sau đó đi ra phía sau, đi giữa hai lớp cơ ở vùng cẳng tay sau, phân nhánh chi phối cho 11 cơ còn lại. Còn cơ khuỷu này ấy, nó tách ra từ dây thần kinh quay ở phần cánh tay rồi. Cái phần tận cùng của nhánh sâu này ấy, đi cùng với thần kinh động mạch gian cốt sau, người ta gọi là thần kinh gian cốt sau. Vậy thần kinh gian cốt sau chính là nhánh tận của dây kinh quay, còn thần kinh gian cốt trước là nhánh bên của dây kinh giữa. Rồi khi tổn thương dây kinh quay thì chúng ta sẽ bị, thứ nhất là chèn ép vào nách hoặc gãy xương cánh tay. Biểu hiện là gì? Liệt các cơ duỗi này, cơ tam đầu thường chỉ liệt khi chèn ép vào nách này, liệt các cơ duỗi và ngửa bàn tay, ngón tay, bàn tay rũ xuống hình cổ cò, gọi là bàn tay rơi. Đây là một hình ảnh rất là điển hình của bàn tay rũ cổ cò, hay còn gọi là bàn tay rơi, do liệt các cơ duỗi. Các cơ duỗi không duỗi được trên các cơ gấp, nó sẽ kéo xuống. Rồi, đấy là các dây thần kinh lớn nhất của đó là kinh tay, thì nó dây thần kinh trụ này, dây thần kinh giữa này, dây thần kinh quay. Đấy là các cái nhánh thần kinh rất lớn. Rồi bây giờ chúng ta nói đến dây thần kinh là thần kinh nách.
thần kinh này thì ngắn thôi. Thứ nhất là thần kinh nách là gì? Xuất phát từ đây trên hình này. Thần kinh nách là một trong hai nhánh tận của bó sau của đám rối kinh cánh tay. Đây thần kinh nách đây. À cái nhánh nhỏ hơn. Thần kinh này ấy, thì tách ra từ bó sau đi qua lỗ tứ giác cùng với một cái động mạch là động mạch nách ra phía sau. Thần kinh này trên đường đi nó tách ra một cái nhánh chi cơ dưới vai. Vậy cơ dưới vai ngoài có hai thần kinh chi phối. Đấy là việc thứ nhất mà nó. Thứ hai, nó chi phối cho cơ tròn bé. Chi phối cho cơ trên hình này không vẽ. Chi phối cho cơ tròn bé và cơ delta ở phía ngoài. Và cảm giác ấy, thì cảm giác cho vùng phía trên ngoài cánh tay, tức là cái phần da phủ toàn bộ cơ delta. Trên hình khác mình sẽ chỉ cho các bạn. Đây là thần kinh nách. Đây các bạn nhìn thấy nhé, thần kinh nách này khi nó đi qua đây ấy, qua cái lỗ tứ giác này, nó sẽ tách ra nhánh chi phối cho cơ tròn bé này, chi phối cho cơ delta này. Đây cơ tròn bé, cơ delta đây. Trước khi ra phía sau nó còn tách ra nhánh chi phối cho cơ dưới vai ở mặt trước. Đây là cơ trên gai, cơ dưới gai không nói đến. Và cái nhánh bì này là nhánh thần kinh bì cánh tay trên ngoài chi phối cảm giác cho vùng da phủ cơ delta. Đây, vùng da phủ cơ delta do dây thần kinh, do dây thần kinh nách chi phối. Vậy thì khi tổn thương dây thần kinh nách sẽ gây teo và yếu cơ delta, rối loạn cảm giác, tức là mất cảm giác vùng thần kinh phía trên ngoài cánh tay. Rồi, tiếp theo. Rồi, chúng ta nói đến dây thần kinh cơ bì. Dây thần kinh cơ bì đây là một trong hai nhánh tận của bó ngoài. Bó ngoài tách ra dây cơ bì và dễ trong dây thần kinh giữa. Thần kinh cơ bì từ chỗ nguyên ủy ấy, đi xuống một đoạn ở trong vùng nách, xuyên qua cơ quạ cánh tay, rồi chạy giữa hai cơ nhị đầu và cơ cánh tay. Đây, cơ này là cơ cánh tay này, nằm trong khe, nằm trong cái phần giữa cơ nhị đầu phía trước và cơ cánh tay phía sau, tức là giữa hai cơ này. Sau đó nó đi vào rãnh nhị đầu ngoài. Trên đường đi thì thần kinh này nó tách ra cái gì? Một, nó tách ra nhánh chi phối cho cơ quạ cánh tay này, nhánh chi phối cơ cánh tay này, và đây là chỗ bám cơ delta và chi phối cơ nhị đầu nó tách cắt bỏ ra ngoài rồi. Và đến rãnh nhị đầu ngoài thì thần kinh này nó có hai nhánh tận này, đi xuống cẳng tay. Và xuống cẳng tay ấy, thì nó làm nhiệm vụ là chi phối cảm giác, nhánh này là nhánh sau, nhánh này là nhánh trước, chi phối cảm giác cho vùng trước ngoài và sau ngoài của cánh tay, là trước ngoài và sau ngoài. Thế thì cái nhánh trước ngoài của dây thần kinh cơ bì này ấy, người ta thường có thể lấy cái nhánh này để làm cảm giác cho cái vạt, là vạt và cẳng tay trước ngoài, da cân cẳng tay trước ngoài cùng với động mạch cánh tay, tức là nhánh bì của thần kinh cơ bì. Đấy, đây là phần cảm giác của dây thần kinh cơ bì. Khi tổn thương dây thần kinh cơ bì, thứ nhất là yếu gốc khuỷu vì có nhánh chi phối gốc khuỷu này, mất cảm giác vùng thần kinh bì cẳng tay ngoài chi phối, tức là mất cảm giác phía trước ngoài và phía sau ngoài. Rồi, như vậy chúng ta xem kinh cánh tay không? Như vậy bó trong tách ra sẽ trong dây kinh giữa.
thần kinh bì cánh tay trong chạy sau tĩnh mạch nách. Ở đây người ta bỏ tĩnh mạch nách ra và chạy ở phía sau tĩnh mạch nách này, ở phía trong của động mạch nách. Sau đó nó chọc qua mạc của cẳng tay, đây mạc của cánh tay để đi ra nông. Nó là nhiệm vụ cảm giác cho nền của nách và mặt trong của cánh tay. À, cái này nó chạy ra nông rất là sớm. Và ở nền của nách thì thần kinh này nó còn được nhận một cái nhánh nối từ dây thần kinh gian sườn số 2. Đấy là thần kinh bì cánh tay trong. Đây là phần cảm giác của thần kinh bì cánh tay trong đây. Nhánh cuối cùng là nhánh tận của đám rốn kinh cánh tay, thần kinh bì cẳng tay trong. Thần kinh bì cẳng tay trong xuất phát từ bó trong của đám rốn kinh cánh tay, chạy ngay sát thần kinh trụ, đây chính nó đây. Thần kinh này là thần kinh gian sườn số 2 đây, nối với thần kinh này là thần kinh bì cánh tay trong đây, đây là thần kinh bì cẳng tay trong. Lúc đầu thì ở động mạch nách ấy, thần kinh này nằm giữa đây, giữa động mạch và tĩnh mạch. Rồi sau đó đến 1/3 giữa của cánh tay, thần kinh chọc ra nông. Và sau đó đi qua vùng khuỷu tay phía trong khuỷu tay xuống dưới, làm nhiệm vụ cảm giác cho nửa trong của cẳng tay. Rồi, đấy là thần kinh bì cẳng tay trong. À, hôm nay thì mình giảng cho các bạn một mạch. Thì cái bài này ấy, khi mình giảng trên hội trường ấy, bài cơ mạch thần kinh ấy, mình giảng có một buổi thôi. Trên online thì mình giảng cho các bạn gần như là 2 buổi. Thế thì đấy là nội dung của bài. Các bạn có hỏi gì thì các bạn có thể nhắn tin như buổi trước mình nói với các bạn đấy nha. Các bạn có hỏi gì cái bài này không? Em thầy cho em hỏi hai câu ạ. Câu thứ nhất là cái vị trí của thần kinh bì cánh tay trong với thần kinh bì cánh tay trong so với thần kinh trụ ạ. Thế câu hỏi thứ hai đó là đối với thần kinh trụ thì tổn thương ở đoạn nào thì nó rõ dấu hiệu của bàn tay vươn trụ nhất, là ở đoạn nách cánh tay hay là cẳng tay thì ạ? Thế thì so với thần kinh trụ, thần kinh rõ ràng thần kinh bì cẳng tay trong nó phải đi sát thần kinh trụ hơn chứ, và nó đi cùng với thần kinh trụ nhiều hơn và dài hơn. Bởi vì sao? Thứ nhất là trên cái hình ấy, các bạn nhìn thấy đây này, trên hình này nhá, đây là thần kinh trụ này, đây là thần kinh bì cẳng tay trong này, và đây là bì cánh tay trong. Thần kinh bì cánh tay trong nó sau nó xuất phát một đoạn rất ngắn, hết vùng nách là nó tách ra để nó ra vùng nông rồi. Còn thần kinh bì cẳng tay trong này, thần kinh bì cẳng tay trong này nó sẽ đi sát cùng thân trụ đến 1/3 giữa, nó mới chui qua mạc nông để ra nông, sau đó đi phía trong cẳng tay xuống cẳng tay, phía trong khuỷu xuống cẳng tay. Đương nhiên là thần kinh bì cẳng tay trong nó sẽ đi sát thần kinh trụ nhiều hơn. Đây trên hình này, đây thần kinh bì cẳng tay trong này, đi sát hơn và nhiều hơn so với một thần kinh là thần kinh bì cánh tay trong đây. Còn câu hỏi thứ hai của em là cái gì? Ở đoạn nào thì cái hình ảnh vuốt trụ nó lớn hơn đúng không? Alo. Bạn hỏi là tổn thương ở đoạn nào của thần kinh trụ thì cái hình ảnh vuốt trụ rõ ràng hơn ạ? Bạn đi đâu rồi? Em cũng không biết. Alo. Hỏi xong cái chạy mất rồi à? Có mạng lỗi thầy ạ. Rồi ok. Theo các bạn thì đoạn nào thì nó rõ hơn? Cái hình ảnh vũ trụ nó rõ hơn? Ở cổ tay. Cổ tay vì nó nằm đông. Bạn thì ở khuỷu, bạn thì ở cổ tay, bạn thì ở nách.
Theo các bạn ở đoạn nào? Đoạn nào cũng nhau. Ở cổ tay ạ. Cổ tay. Ví dụ thì sao ở cổ tay? Theo như nhau. Như nhau. Thưa thầy là... Em cứ nói đi. Thưa thầy là bởi vì là cái phần mà dấu hiệu vũ trụ thì cái phần cổ tay nó rõ hơn, bởi vì là nhất là cái phần ở cổ tay thì cái lúc mà nó phân chia để nó phân chia cái cơ mà nó gấp các cái ngón tay dài sâu ở phía cơ 4-5 ấy thì nó đã tách ở phía trên rồi. Thì khi mà bệnh nhân bị đứt thần kinh trụ ở phía dưới thì cái dấu hiệu đấy nó vẫn còn được, vì là cái phần cơ trên nó còn tác dụng, còn phần cơ dưới nó bị mất tác dụng ạ. Thế nào là cơ trên và thế nào là cơ dưới? Đã có nghĩa là cái nhánh mà nó phân chia cho cái phần các cái cơ gan tay với cái các cơ cái cơ cơ ở ở omoput ở phần 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 mà phần dưới bàn tay ấy, thì nó bị đứt. Còn cái phần mà cái cơ gan tay sâu mà để chi phối cho cái cơ rồi dừng. Rồi mình nghe bạn giải thích xong nó còn rối tinh rối mù hơn. Câu chuyện là thế này: thần kinh giữa và thần kinh trụ nối với nhau ở hai nơi. Một đấy là nó nối với nhau bởi các nhánh nông, mà khi các nhánh nông của dây kinh giữa tách ra chi phối các ngón tay và thần kinh trụ, vậy thì có nhánh nối với nhau, nhưng cái đấy nhánh đấy là nhánh cảm giác. Nhưng mà giữa thần kinh trụ và thần kinh giữa có một cái nhánh nối với nhau ở 1/3 trên của cánh tay. Khi mà hai thần kinh đấy nó đều nằm ở giữa hai cái cơ, là cơ gấp nông của ngón tay và cơ gấp sâu, thế thì biểu hiện rõ của vuốt trụ ấy, khi mà tổn thương ở phía dưới chỗ nối đấy, có nghĩa là ở phía 2/3 dưới trở xuống. Các bạn biết là khi tại sao các thần kinh nó phải nối với nhau, tại vì nó có sự tương hỗ, sự hỗ trợ với nhau. Tất nhiên hỗ trợ nó không hoàn toàn, mà động tác vuốt trụ ấy là do liệt cơ run 3-4 và các cơ gian cốt. Vì vậy mà tổn thương dây thần kinh trụ ở phía dưới chỗ nối với dây kinh giữa, tức là ở 2/3 dưới cánh tay, cẳng tay trở xuống, thì dưới vuốt trụ nó rõ hơn. Rồi tiếp đi em ơi. Chào vâng, em thầy cho em hỏi ạ. Ừ. Em cho thầy là ở trong tam giác cánh tay tam đầu thì cái thần kinh đi bên trong đấy là thần kinh nào ạ? Kênh... vai ạ, tam giác bả vai ạ. Tam giác bả vai là thần kinh dưới vai dưới. Tức là thần kinh dưới vai. Và đi qua đấy cũng một động mạch là động mạch dưới vai. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Ừ, tiếp đi em ơi. Em hỏi thầy... chân được không ạ? Ừ, hỏi đi. Em thấy là nếu mà ngã trên cao trong tư thế chạm bàn chân xuống đất thì xương cổ chân nào sẽ bị gãy và vì sao ạ? Gãy nhất ạ. Ừ. Rồi, ok, cái đấy dở sách ngoại khoa nhá. Cái đấy dở sách ngoại khoa để kiểm tra. Em thầy cho em hỏi một câu ạ. Ừ, hỏi đi. Em thầy, em hỏi phần đầu mặt cổ, tức là về chỗ phần thần kinh thiệt hầu ạ. Thì trong sách viết một câu là thần kinh đá sâu là nhánh của thần kinh thiệt hầu, nhưng mà lúc em xem ở trong Atlas thì đó là thần kinh đá bé mới là nhánh của thần kinh thiệt hầu ạ. Thầy chỉ em cái chỗ phần đó. Cái đấy bây giờ nếu có thì phải, cái đó nếu có thì phải dở sách ra, cái đó phải dở Atlas. Đây trên này không có Atlas cho nên là chưa không trả lời các bạn câu hỏi đấy vào lúc này. Dạ. Ừ. Dạ. Rồi có cần gì thì nhắn tin tiếp nha. Dạ, dạ. Rồi tiếp đi, hỏi tiếp đi. À, em thưa thầy, thầy cho em hỏi là cái trong sách có viết là cái thần kinh ngón tay riêng ấy khi đi tới bờ ngoài ngón trỏ nó chi phối cho cơ run thứ nhất, nhưng mà dưới cái hình của sách thì nó lại chú thích là cả các cơ run 1 và 2 ạ. Thì thầy có thể giải thích cho em hiểu số nào? Nói lại thêm một tí đi. Dạ. Chỗ mà sách viết là chỗ các cái nhánh tận gan tay của thần kinh giữa ấy ạ. Thì rồi nhánh lúc tận gan tay của thần kinh giữa sao nào? Dạ vâng ạ. Có cái thần kinh gan ngón tay riêng ạ, thì nó đi tới bờ ngoài ngón trỏ. Thần kinh này còn chi phối cho cả cơ run thứ nhất ạ. Thì nhưng mà bên dưới cái hình của sách thì sách lại chú thích là cả các cơ run 1 và 2 ạ. Thì không biết là cái này là cả hai cơ hay một cơ ạ. Vâng, thưa thầy. Rồi, ok. Thứ nhất ấy là thần kinh giữa như lúc trước mình nói với các bạn tách ra 5 nhánh nhá. Cái nhánh cùng của nó là nhánh. Thứ nhất nhánh ngoài hay là nhánh mô cái đấy
chạy vào ôm mô cái để vận động các cái cơ của ôm mô cái. Gồm có gì? Một là cơ dạng ngón cái ngắn, cơ đối chiếu và đầu nông của cơ gấm khớp ngắn ngón cái, tức là hai cơ rưỡi ngón cái cộng cơ run 1-2. Tất cả các sách báo chí trên đời này đều nói là dây kinh giữa chi phối cơ run 1-2, còn thần kinh trụ chi phối cơ run 3-4 nha. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Rồi tiếp đi em. Rồi nếu như có câu hỏi nữa các bạn cứ nhắn tin thì mình sẽ là có thời gian mình trả lời. Bài hôm nay dừng ở đây nha. Rồi cũng là cái buổi cuối giảng cho các bạn phần cao học. Các bạn sẽ thứ năm các bạn sẽ học phần thần kinh. Nhớ là đi học đầy đủ và chúc các bạn thi đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới nha. Chào các bạn. Chào thầy ạ.